chương 10 Khả năng đặc biệt tiềm ẩn trong chúng ta Đến tháng 2 Cách giải vô địch trí nhớ Mỹ một tháng Hy vọng làm nên chuyện ở giải này bắt đầu được củng cố qua điểm số luyện tập Chỉ trừ môn nhớ thơ và nhớ số nhanh Điểm số luyện tập của tôi trong các môn đang dần tiến đến điểm số cao nhất của các nhà vô địch Mỹ những năm trước. S bảo tôi chớ để tâm quá nhiều vào việc này. Lúc ngồi dưới ánh đèn. Bao giờ anh cũng giảm đi 20% phong độ. Anh nhắc lại lời khuyên đã nhiều lần bảo tôi. Xong. Tôi vẫn khá kinh ngạc vì tiến bộ của mình. Lúc tập luyện. Có khi tôi còn ghi nhớ được một cỗ bài trong một phút 55 giây. Nhanh hơn một giây so với kỷ lục Mỹ. Nhật ký rèn luyện ngày hôm đó ghi thế này. Lẽ não mình thực sự có thể chiến thắng sao? Còn có dòng ghi chú bí hiểm này nữa. Tập trung vào phần tóc còn lại của De Vito. Hoạt động tập luyện này ban đầu chỉ là sự tham gia trải nghiệm của người làm báo. Giờ đã trở thành một nỗi ám ảnh. Lúc khởi điểm, Tôi chỉ muốn tìm hiểu về thế giới kỳ lạ của những người luyện trí nhớ xem như thế nào. Và muốn biết liệu trí nhớ của mình có thực sự cải thiện được không? Việc tôi ở vào vị thế thực sự chiến thắng tại giải vô địch Mỹ dường như là bất khả thi. Chẳng khác nào George Plimpton bước vào sàn đấu cùng Achimo và thực sự hạ nốc ao ông ta. Tất cả những gì tôi được nghe. Từ S từ Tony Buzan và cả Ander Ericsson đều cho thấy rằng quá trình rèn luyện chán ngắt này là cách duy nhất để đạt được trí nhớ hoàn hảo hơn. Chẳng ai bước vào thế giới này với khả năng bẩm sinh chỉ nhìn thoáng qua là ghi nhớ được cả loạt chữ số ngẫu nhiên hay những bài thơ. Hoặc chụp các hình ảnh vào trong tâm trí. Tất nhiên, khi đào bới trong những tư liệu, Người ta cũng bắt gặp đây đó một vài hiện tượng hiếm hoi. Có lẽ chưa đầy 100 trường hợp trong thế kỷ qua. Những kỳ nhân xa vần, có trí nhớ phi thường. Họ dường như phá vỡ mọi quy tắc. Điều nổi bật nhất ở những cá nhân này là trí nhớ đặc biệt của họ. Ghi nhớ không cần nghĩ ngợi. Người ta gọi như vậy gần như luôn song hành với khuyết tật sâu sắc. Một số là thiên tài âm nhạc, như Leslie Lem Khe. Ông bị mù và tổn thương não. Mãi đến 15 tuổi mới biết đi. Tuy nhiên ông có thể chơi những bản nhạc phức tạp trên đàn dương cầm sau khi nghe chúng chỉ một lần. Một số thiên tài nghệ thuật như Alonzo Clement người có y quy chỉ 40 nhưng có thể điêu khắc các con vật sống động như thật dù mới chỉ nhìn thoáng qua. Một số có kỹ năng cơ khí kinh hồn, như James Henry Pullen, thiên tài ở bệnh viện Erwood. Vào thế kỷ 19, ông bị điếc và gần như câm, nhưng có thể làm những mô hình tàu rất vi diệu. Một ngày nọ, sau khi đã ghi nhớ 138 chữ số trong 5 phút luyện tập. Tôi ngồi trước TV, tay phẩy những quân bài, như vẫn thường làm để giết thời gian. Lúc đang nhìn quân quy nhép, nghĩ về Rosen Ba, nữ nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ, và định tạo ra một ký ức thật. Sốc, so, thì xem thấy đoạn giới thiệu phim tài liệu mới có tên đầu óc phi thường. Brainman. Nói về những thiên tài hiếm hoi đó, nhân vật chính của bộ phim được phát sóng trên kênh khoa học đó là một kỳ nhân người Anh. 26 tuổi, tên Daniel Tammet. Bộ não bị biến đổi sau một cơn động kinh lúc còn tập đi. Daniel có thể thực hiện phép tính nhẩm nhân chia phức tạp nhẹ nhàng như không cần phải cố gắng anh ta có thể khẳng định một số bất kỳ dưới 10.000 có phải số nguyên tố không? Hầu hết các kỳ nhân đều chỉ có duy nhất một khả năng phi thường. Một Đảo thiên tài độc nhất. Nhưng Daniel có một quần đảo thực sự. Ngoài khả năng tính toán nhanh như chớp, anh ta còn là một nhà siêu ngôn ngữ. Một thuật ngữ dùng để chỉ một số ít người có thể nói hơn sáu thứ tiếng. Daniel nói được mười thứ tiếng. Anh kể mình học tiếng Tây Ban Nha chỉ trong một tuần. Anh ta còn sáng tạo ra một ngôn ngữ riêng gọi là Mati. Để thử khả năng ngôn ngữ của anh ta, nhà sản xuất phim Brainman đã đưa Daniel đến Iceland và cho anh ta một tuần để đạt trình độ giao tiếp thoải mái bằng tiếng Iceland. Một trong những ngôn ngữ khét tiếng là khó nhất thế giới. Vào cuối tuần đó, người dẫn trên truyền hình quốc gia đã thử kiểm tra anh ta và hoàn toàn kinh ngạc. Gia sư của Daniel trong tuần đó đã gọi anh ta là thiên tài và không phải người thường. Nhà sản xuất phim Brainman cũng mời hai nhà khoa học hàng đầu thế giới nghiên cứu não bộ. V. S. Ramachandran ở Đại học California, San Diego, và Simon Baron, Cohen ở Cambridge, để dành họ dành thời gian kiểm tra Daniel. Cả hai đều kết luận rằng anh ta quả thật là hiện tượng có một không hai. Không giống như đại đa số những kỳ nhân khác họ từng nghiên cứu. Anh ta có thể giải thích điều diễn ra trong đầu mình. Hơn nữa thường tả rất chi tiết rõ ràng. Sai Azulai. Một sinh viên sau đại học ở phòng nghiên cứu của Ramachandran. Tiết lộ rằng Daniel. Có thể là mấu chốt khai sinh ra một lĩnh vực nghiên cứu mới. Tiến sĩ Darrow Chifford. Một chuyên gia về hội chứng kỳ nhân. Tiền bố anh ta là một trong 50 người duy nhất trên thế giới có thể được xếp loại là kỳ nhân vĩ đại. Dù gọi là một hội chứng, nhưng hội chứng kỳ nhân không thực sự được coi là một tình trạng bệnh lý. Và không có những tiêu chuẩn để chẩn đoán. Chi chia các kỳ nhân thành ba nhóm một cách không chính thức. Những kỳ nhân với kỹ năng chuyên biệt ghi nhớ được một chi tiết tầm thường của đối tượng toàn thể nào đó. Ví dụ như một bệnh nhân trẻ của Tri Phớt chỉ cần nghe tiếng kêu gì gì của máy hút bụi là nói chính xác được mẫu máy và năm sản xuất. Nhóm thứ hai, ông gọi là kỳ nhân tài năng. Họ phát triển một lĩnh vực chuyên môn tổng quát hơn, như hội họa hoặc âm nhạc. Khía cạnh tài năng này rất nổi bật vì nói đối lập rõ ràng với khuyết tật của họ. Nhóm thứ ba là kỳ nhân vĩ đại. Họ có những khả năng rất cao siêu, xét theo bất cứ tiêu chuẩn nào dù không bị khuyết tật ở các mặt khác. Chiefert tin rằng đó là cách phân loại mang tính chủ quan nhưng quan trọng. Vì những kỳ nhân vĩ đại thuộc một trong những nhóm người hiếm hoi nhất trên hành tinh. Việc phát hiện được một kỳ nhân vĩ đại mới như Daniel là một sự kiện rất quan trọng truyền thông ngấu nghiến câu chuyện của Daniel. Báo chí ở Anh và Mỹ đăng những câu chuyện nức lời khen ngợi. Anh chàng có bộ não phi thường hết sức thú vị này. Anh ta xuất hiện trên chương trình The Let's Show with David Letterman và tính được anh chàng dẫn chương trình sinh vào thứ mấy? Thứ bảy. Và trên chương trình trò chuyện với nhân vật Richard và Judy của anh. Hồi ký của anh ta sinh vào một ngày xanh. Born in a blue day. Được tờ New York Times xếp hạng sách bán chạy ở Mỹ. Và nhanh chóng vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng của trang web Amazon Anh. Daniel có lẽ là kỳ nhân còn sống nổi tiếng nhất trên thế giới. Điều khiến tôi quan tâm nhất ở Daniel trí nhớ phi thường của anh ta. Năm 2003 anh ta lập kỷ lục châu Âu mới. Nhớ được 22.514 chữ số đầu tiên của số Pi. Anh ta đọc dãy số đó trong hết 5 tiếng và 9 phút dưới tầng hầm của Bảo tàng Khoa học tại Đại học Oxford. Và anh ta bảo không dùng kỹ thuật ghi nhớ nào hết ngoài khả năng trí nhớ ghê gớm của mình. Anh có các khả năng đáng kinh ngạc như những vận động viên trí nhớ chỉ khác là anh ta có được những khả năng đó mà hoàn toàn không phải tốn công sức gần như không thể tin nổi trong khi đó tôi phải khốn khổ hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ để tản bộ trong tâm trí qua mỗi căn nhà tôi từng ghé thăm mỗi ngôi trường tôi đã theo học và mỗi thư viện tôi từng đến để chúng có thể chuyển thành những cung trí nhớ tôi tự hỏi tại sao một kỳ nhân như daniel không bao giờ tham dự các cuộc thi trí nhớ tôi tưởng tượng chắc hẳn anh ta sẽ thắng áp đảo những chuyên gia trí nhớ qua rèn luyện càng tìm hiểu về câu chuyện daniel tôi càng phấn khích về những khác biệt giữa anh ta và các vận động viên trí nhớ mà tôi biết và chính bản thân con người vận động viên trí óc mà tôi sắp sửa trở thành tôi biết các chuyên gia trí nhớ làm như thế nào họ cải thiện trí nhớ qua rèn luyện khắc khổ dùng những kỹ thuật xa xưa chính tôi cũng đã và đang làm như vậy nhưng tôi không hiểu sức mạnh của daniel do đâu mà có như nhà báo ed mà tôi đã nhắc đến ở phần trước daniel dường như có khả năng ghi nhớ bẩm sinh bộ não anh ta khác não tôi thế nào và anh ta có mẹo riêng nào để giúp tôi giành lợi thế ở giải vô địch Mỹ không? Tôi quyết định thử tìm gặp Daniel. Anh ta mời tôi đến căn nhà anh ta sống cùng người bạn tên Nêu. Ở cuối một ngõ cụt nhiều cây cối tại thị trấn Ken xinh đẹp bên bờ biển. Nước Anh. Chúng tôi dành chọn cả hai buổi chiều trong phòng khách nhà anh ta. Chuyện trò uống trà ăn món cá chiên và khoai rán daniel gầy gò tóc vàng cắt ngắn đeo kính chồng anh có nét gì đó như chú chim anh ta dịu dàng giọng nói nhỏ nhẹ phong thái duyên dáng và nói năng cực kỳ lưu loát anh giải thích trí nhớ kỳ lạ của mình một cách thoải mái như khi đang lý giải tại sao the west wing là một chương trình truyền hình sâu sắc nhất nước mỹ tôi chuẩn bị tinh thần gặp một kẻ lập dị nên đã rất sửng sốt khi thấy daniel có cái vẻ bình thường đến đáng ngạc nhiên như vậy thậm chí còn bình thường hơn cả những vận động viên trí óc mà tôi quen biết sự thực nếu anh ta không bảo tôi thì tôi không chắc mình có nhận ra được vẻ gì bất thường ở anh ta không tuy nhiên daniel đảm bảo với tôi rằng dù vẻ bề ngoài như vậy, anh ta vẫn không hề là một người bình thường. Anh mà gặp tôi cách đây 15 năm, hẳn anh sẽ nói, trời, gã kia bị tự kỳ. Daniel là con cả trong một gia đình chín anh chị em. Anh ta lớn lên trong ngôi nhà chính phủ hỗ trợ cho gia đình thu nhập thấp ở Đông London và trải qua một tuổi thơ khốn khó. Anh ta bảo vậy Như trong chuyện của Dickens Trong cuốn sinh vào một ngày xanh Anh ta mô tả cơn động kinh dữ dội xảy ra năm bốn tuổi Đó là một trải nghiệm Không giống bất cứ điều gì khác Tưởng như bốn bức tường phòng tôi lùi ra xa Và ánh sáng trong phòng thoát ra Thời gian như đông kết lại rồi giãn ra thành một khoảnh khắc duy nhất kéo dài nếu bố daniel không vội vã đưa anh lên taxi vào bệnh viện cấp cứu thì cơn động kinh đó hẳn đã giết anh anh tin rằng đó là giây phút anh trở thành kỳ nhân theo baron cohen có hai điều kiện hiếm hoi có thể là nguyên nhân tạo ra khả năng kỳ nhân của daniel đầu tiên là chứng giác quan liên đới một dạng rối loạn nhận thức đã gây khốn khổ cho nhà báo S khi giác quan của anh ta bệnh xoắn vào nhau. Có ước tính cho biết có hơn 100 dạng rối loạn khác nhau. Với S, âm thanh gợi ra nhiều hình ảnh. Với trường hợp Daniel, những con số mang những hình dạng riêng biệt, màu sắc, đường nét và tông cảm xúc riêng biệt. Ví dụ, số 9 cao, màu xanh thẫm và báo điểm xấu. Trong khi số 37 lại, lủng bùng như cháo yến mạch và số 89 giống như tiết đang rơi. Daniel bảo anh ta có cảm giác tổng hợp như vậy cho từng số từ 1 đến 10.000. Và việc cảm nhận những chữ số theo cách này cho phép anh ta tính nhầm rất nhanh. Không cần đến giấy bút. Để nhân hai con số anh ta hình dung hình dạng của mỗi số trôi bồng bềnh trong đầu rồi anh ta dễ dàng cho biết ngay câu trả lời chính là cái hình thứ ba tạo thành ngay khoảng giữa hai hình kia nó như một sự kết tinh như rửa một bức ảnh daniel bảo tôi chia chỉ là nghịch đảo phép nhân tôi thấy một số và trong đầu mình tôi bứt nó ra như lá trên cây rụng xuống daniel tin rằng những hình dạng do chứng giác quan liên đới tạo ra bằng cách nào đó đã mã hóa hoàn toàn những thông tin quan trọng về thuộc tính những con số ví dụ số nguyên tố có đặc điểm như đá cuội chúng tròn và mịn không có gồ ghề sắc cạnh như những hợp số Daniel mắc bị một chứng bệnh hiếm gặp khác là Asperger. Một dạng tự kỷ có khả năng cao. Tự kỷ được Leo Kanner. Một bác sĩ chuyên về thần kinh trẻ em. Nhận diện lần đầu tiên vào năm 1543. Ông mô tả nó là một dạng suy giảm giao tiếp xã hội. Một rối loạn mà theo Kanner. Bệnh nhân. Coi mọi người như đồ vật kèm với việc thiếu khả năng đồng cảm, cá nhân bị tự kỷ mắc nhiều vấn đề khác, gồm khiếm khuyết ngôn ngữ, tập trung cao độ vào một số điều ưa thích và một khao khát đến hoang mang ám ảnh muốn giữ mọi thứ bất biến. Một năm sau khi Caner viết về chứng tự kỷ, một bác sĩ khoa nhi người Áo tên Han Asperger ghi nhận một dạng rối loạn khác gần giống hệt chứng trên. Trừ việc các bệnh nhân của Asperger có khả năng ngôn ngữ rất tốt và rất hiếm bị khuyết tật trí tuệ. Ông gọi các bệnh nhân trẻ với những khả năng sớm phát triển của mình và với những hiểu biết vô hạn về những điều bình thường không mấy ai biết tới. Là những tiểu giáo sư. Mãi cho đến năm 1981 phát hiện của asperger mới được công nhận là một hội chứng riêng chứng tự kỷ của daniel là do baron cohen chẩn đoán ông là người điều hành trung tâm nghiên cứu tự kỷ cambridge và cũng trùng hợp là giáo sư đầu ngành về chứng giác quan liên đới nếu gặp anh ta lúc này không chắc anh nhận ra anh ấy bị một dạng tự kỷ đâu baron cohen vừa nhấp trà vừa nói với tôi vào một buổi chiều trong phòng làm việc của ông ở đại học trinity chỉ biết được khi nghe những diễn tiến trong bệnh sử của anh ta thôi tôi bảo anh ấy những diễn biến của anh cho thấy rằng khi còn trẻ anh bị tự kỳ nhưng nhìn anh bây giờ tôi thấy anh đã thích nghi rất tốt anh đang rất bình thường nên không nhất thiết phải khám Tỷ anh có muốn khám hay không?" Anh ta nói. "Vâng, tôi muốn. Nó giúp anh ta có cách nhìn mới về bản thân." "Điều đó tốt thôi. Nó hợp với hồ sơ của anh ta." Trong cuốn hồi ký của mình, Daniel viết rất nhiều những hệ lụy của việc trẻ em lớn lên mà không được phát hiện là mắc chứng tự kỷ. "Những đứa trẻ khác nghĩ về tôi như thế nào?" Tôi không biết, bởi vì tôi không có ký ức gì về chúng cả. Với tôi, chúng là phông nền cho những trải nghiệm hình ảnh và cảm xúc của tôi. Suốt tuổi thơ ấu, Daniel vật vã vì niềm đam mê những thứ vặt vãnh. Anh ta thu thập tờ rơi và đếm mọi thứ. Biết mọi điều đến mức ám ảnh về nhóm nhạc Carpenter năm 1970. Anh ta hay gặp rắc rối vì hiểu mọi việc quá sát nghĩa đen. Sau khi làm động tác giữ ngón tay giữa vào một bạn học, anh ta ngạc nhiên khi nhận được lời khiển trách. Tại sao một ngón tay có thể chửi thề được? Anh ta tự hỏi. Sự đồng cảm không dễ dàng mà có. Tôi không có khái niệm lừa dối. Anh ta nói tôi đã cố gắng rất nhiều để đạt đến trạng thái thực sự bình thường như bây giờ tôi có thể trò chuyện và biết lúc nào nên nói và lúc nào thôi và luôn nhớ giao tiếp bằng mắt dù dường như đã khắc phục được điểm yếu về giao tiếp xã hội cho đến ngày nay daniel bảo anh ta vẫn không thể tự cạo râu hay lái xe tiếng bàn trải cọ lên răng khiến anh ta phát điên anh tránh những nơi công cộng. Và ám ảnh với những điều nhỏ nhặt. Khi ăn sáng, anh ta đong chính xác 45 gram yến mạch trên cân điện tử. Tôi nhắc tới bộ phim Brainman với Ben Pritmore. Tôi tò mò muốn biết liệu anh ta đã xem chưa? Và liệu anh ta có sợ rằng Daniel, người có tài năng thiên bẩm ngang bằng, thậm chí là giỏi hơn Ben. Ngày nào đó sẽ xuất hiện tại cuộc thi trí nhớ không? Tôi chắc gã này có tham gia vào các giải vô địch vài năm trước. Ben thản nhiên bảo tôi. Nhưng tôi nghĩ hắn dùng tên khác. Lúc ấy hắn lấy tên Daniel Conny. Có năm hắn thi đấu rất tốt. Tôi nhớ vậy. Tôi hỏi vài vận động viên trí óc khác xem họ nghĩ gì về Daniel hầu như mọi người đã xem Brainman Và mỗi người một ý. Rất nhiều người nghi ngờ về việc anh ta là kỳ nhân. Và tin rằng anh ta hẳn sử dụng kỹ thuật ghi nhớ cơ bản để ghi nhớ thông tin. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể làm điều anh ta làm. Nhà vô địch thế giới 8 lần Dominic O'Brien bảo tôi. Nếu anh muốn nghe ý kiến của tôi đơn giản là anh ta nhận ra mình chưa bao giờ là vận động viên trí óc số một o'brien cũng phát biểu không ít hơn daniel trước máy quay khi được tham gia ghi hình cho phim brainman nhưng cuối cùng các nhà sản xuất không đưa vào phim phần phỏng vấn anh ta rõ ràng các vận động viên trí óc có nhiều lý do để ghen tị với daniel kỹ năng ghi nhớ của anh ta sấp xỉ với họ nhưng vị trí của anh ta trong lĩnh vực văn hóa là một trời một vực so với họ. Trong khi những chuyên gia ghi nhớ rèn luyện cực nhọc và được xem là những kẻ lập dị chẳng mấy người biết, thì tình trạng bệnh lý của Daniel làm giấy lên mối quan tâm to lớn từ công chúng. Sau đó tôi truy cập vào trang web lưu thông tin về các giải đấu trí nhớ. Như dự tính, tôi tìm thấy Daniel Conny, người đã tham dự hai lần ở giải vô địch trí nhớ thế giới. Thành tích cao nhất là đứng ở vị trí thứ tư vào năm 2000. Cũng chính là Daniel đó. Với họ khác, anh ta đã làm thủ tục đổi họ một cách hợp pháp. Vào năm 2001, tôi thấy thật lạ rằng trong cuốn hồi ký về trí nhớ ấn tượng của mình. Daniel không hề nhắc đến vị trí thứ tư ở giải vô địch thế giới. Tôi tìm kiếm tên Daniel trong câu lạc bộ trí óc. WWBC. Một diễn đàn trực tuyến nơi các vận động viên trí óc tụ họp. Không chỉ Daniel tranh tài ở giải vô địch thế giới. Anh còn là người công khai phê bình giải này thậm chí đã đề ra một chương trình gồm 8 điểm giúp môn thể thao trí nhớ có thể trở nên chính thống hơn, phổ biến hơn và thu hút truyền thông hơn. Tôi đặc biệt ngạc nhiên trước một bài viết của Daniel trên vkvkbc. Đó là một quảng cáo từ năm 2001. Trong đó anh ta chào bán bí quyết công thức sức mạnh trí óc trong khóa học qua e, mèo về kỹ năng sức mạnh trí óc và trí nhớ cao cấp. Đặc biệt của anh ta, bí quyết đó là gì? Tôi tự hỏi. Và tại sao khi chúng tôi gặp nhau, anh ta không chia sẻ với tôi? Điều làm chúng ta phát cuồng trước các kỳ nhân cái lý do daniel nhận được quá nhiều sự chú ý của cả các nhà khoa học lẫn công chúng ấy là sự khác biệt của họ khả năng của họ làm được một cách dễ dàng những điều tưởng như không thể thực sự họ là những kẻ lạc loài giữa chúng ta họ là những ngoại lệ của trật tự tự nhiên của vũ trụ các mẹo ghi nhớ mà những vận động viên trí óc khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc dù sao vẫn chỉ là những thủ thuật mà thôi và giống bất cứ mẹo ảo thuật nào khác một khi bạn đã biết cách thực hiện và có thể làm được thì nó sẽ mất đi sự quyến rũ song những kỳ nhân là chuyện khác với họ trí nhớ không phải là một mẹo mà là tài năng Xong. Giờ tôi bắt đầu tự hỏi nếu khoảng cách giữa mình và Daniel. Hay nói cách khác là giữa bất cứ ai trong chúng ta với Daniel. Không lớn như ta tưởng thì sao? Sẽ ra sao? Như Dominic O'Brien nói. Hầu hết các kỳ nhân nổi tiếng trên thế giới không phải là một cá nhân hiếm hoi với những khả năng thiên bẩm bí ẩn mà chỉ là một người thành công nhờ những mẹo giống như tài năng của kỳ nhân nhờ rèn luyện có phương pháp. Vậy thì, sự khác biệt giữa anh ta và tôi là gì? Khi nói về trí nhớ của kỳ nhân, hẳn chỉ còn một người khác được xếp ngang hàng với Brainman. Kim Pích, còn gọi là Rainman, người đàn ông mưa, một kỳ nhân tài năng sinh năm 1951 nguồn cảm hứng cho nhân vật do Dustin Hoffman thủ vai trong bộ phim của Hollywood. Ông được coi là người có trí nhớ tốt nhất thế giới. Sau khi đã gặp Daniel, "Giờ tôi quyết định tới thăm Kim ở thành phố quê nhà ông tại Utah để so sánh. Để tìm ra hai thần đồng nổi tiếng này có gì chung và họ có thể kể gì cho tôi về bản chất của hội chứng kỳ nhân?" tôi gặp Kim trong một chặng chuyến thuyết trình đây đó không ngừng nghỉ của ông cùng với Frank cha của ông và đồng thời là người đi theo chăm sóc ông Kim không bao giờ đòi trả tiền cho những buổi nói chuyện như vậy Lần này ông nói chuyện trước một nhóm gần 43 bà cụ trong phòng sinh hoạt chung tại một nhà dưỡng lão ở thành phố Lake quê hương ông các thính giả được mời thử, xoay ông những thông tin bình thường. Bất cứ điều gì ngoại trừ những câu hỏi logic và lý luận. Frank nhắc nhở, một phụ nữ đang thở oxy hỏi ông về đỉnh núi cao nhất Nam Mỹ. Ông trả lời chính xác. Núi Aconcagua. Một người bình thường quan tâm đến các thông tin vặt vãnh như vậy cũng có thể biết. Và cho biết nó có độ cao 6,8 km. Sau này tôi phát hiện ra độ cao đó chênh lệch so với thực tế chừng 150m. Một người cụt chân, ngồi xe đẩy. Chất vấn Kim có bao nhiêu ngày lễ phục sinh rơi vào tháng 3 trong thập niên 30? Với một chút ngập ngừng, ông trả lời. 27 tháng 3, 1932. 28 tháng 3, 1937. Ở cuối câu trả lời, giọng ông liếu tiếu sôi nổi nghe như sắp phá ra cười khan khan. Giám đốc chương trình của nhà dưỡng lão hỏi ông về những cuốn sách được tóm tắt trong tập 4 của Redder Digest Đen Book từ năm 1964. Ông nêu tên cả năm cuốn. Tên con gái của Harry Truman. Margaret. Số lần Steeler giành cúp Super Bowl. 4. Câu cuối của vở kịch Coriolanus. Ông đọc đúng từng chữ. Người này không bao giờ quên bất cứ điều gì. Frank bảo tôi. Thế nghĩa là bao gồm mọi thông tin trong hơn 9.000 cuốn sách ông ấy đã đọc với tốc độ 10 giây một trang. Mỗi con mắt đọc một trang riêng ông ghi nhớ toàn bộ các phẩm của Shakespeare và tổng phổ của các bản nhạc cổ điển quan trọng. Trong vở kịch đêm thứ 12, Tuel Nai, công diễn gần đây, một diễn viên nhầm vị trí hai câu thơ khiến Kim gây ra một vụ om sòm đến mức nhà hát đã bật đèn lên và dừng vở kịch lại. Từ đó ông không được phép xem kịch trực tiếp nữa. Không như Daniel thoạt nhìn ta cũng nhận ra ngay Kim là người hoàn toàn đặc biệt. Ông có mái tóc xám, thân hình vạm vỡ, cặp mắt lác sau cặp kính nhựa dày màu nâu. Đầu ông gần như lúc nào cũng nghiêng một góc 45 độ. Ông luôn đút tay này lồng vào bàn tay kia. Và cứ hễ phấn khích thì tay cứ thò ra thụt vào. Có lẽ ông là người hay nói bóng gió nọ kia có duyên nhất trên hành tinh đầu óc ông đầy ắp những sự kiện và con số chúng thường tuôn ra như thác lũ không theo logic nào cả. Khi một phụ nữ Argentina ở nhà dưỡng lão bảo Kim rằng bà sinh ở Córdoba, Kim ngay lập tức kể bà nghe về những con đường cửa ngõ chính của thành phố quê hương bà. Rồi gào lên đoạn điệp khúc bài. Don't cry for me. Argentina làm tôi một fan nhấp nhổm khó chịu. Và rồi bỗng dưng ông hét lên. Anh bị đuổi. Frank giúp ông giải thích mối liên hệ. Ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman đã bị đội Los Angeles Lakers sa thải năm 1999. Anh ta từng hẹn hò với Madonna. Người đã đóng vai đệ nhất phu nhân Eva Peron đệ nhất phu nhân rất được lòng dân của Argentina. Trong bộ phim Evita, Kim có vẻ đã phát hiện ra cứ mỗi khi ông nói chuyện theo nghĩa đen thuần tí là khán giả bật cười. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, ông trả lời một câu hỏi về nội dung bài diễn văn Getty Book như sau. Số 277 phố Northwest West Front. Nhưng Lincoln ở đó chỉ một đêm. Hôm sau ông ấy mới đọc diễn văn. 25, giờ đây ông thường nhắc lại câu chuyện hài hước đó. Kim Thích được gọi là Kim Pewter. Còn tên đầy đủ của ông là Lauren Kim Tích. Chúng tôi đặt tên nó theo Lauren Olivier và nhân vật Kim trong tiểu thuyết trùng tên của Rudyard Kipling, 26, Frank nói. Khi Kim mới ra đời sau một thai kỳ khó khăn người ta đã thấy ngay là có gì đó bất thường đầu ông lớn hơn một phần ba đầu trẻ bình thường sau đầu nổi lên một khối u bằng nắm tay mà các bác sĩ e là sẽ phải cắt bỏ trong ba năm đầu đời kim cứ phải kéo lê cái đầu như thể nó rất nặng mãi đến năm bốn tuổi ông mới biết đi người ta thuyết phục bố mẹ ông tính đến việc phẫu thuật thủy não nhưng thay vì vậy Kim phải dùng thuốc an thần liều cao cho đến năm 14 tuổi. Frank nhớ chuyện này vì chỉ khi Kim thôi dùng thuốc, ông mới bắt đầu tỏ ra quan tâm đến sách vở. Và kể từ đó, ông bắt đầu ghi nhớ chúng. Nhưng dù Kim tiếp cận với kho tri thức có lẽ lớn hơn bất kỳ ai khác trên trái đất, ông dường như biết chỉ để mà biết chứ không thể dùng nó vào mục đích gì chỉ số IQ của ông là 87. Dù ông có ghi nhớ được bao nhiêu cuốn sách về phép xã giao thì cảm nhận của ông về việc nên ứng xử thế nào cho phù hợp. Nói một cách bao dung. Khá là hạn hẹp. Giữa đám đông trong hành lang thư viện Sol Lake City. Kim Quảng đôi tay thô tháp qua vai tôi. Siết chặt vào cái bụng béo mập rồi sôi sục xoay quanh tôi. Do xua phe. Anh là người rất, rất vĩ đại." Ông nói to đến mức người qua lại phải giật mình. "Anh là một gã đẹp trai. Anh là con người tiêu biểu cho thế hệ anh." Rồi ông giống lên một tiếng trầm trầm. Cách thức Kim ghi nhớ là một bí ẩn đối với khoa học. Không như nhân vật của Dustin Hoffman trong Rain Man. Kim nhìn bề ngoài không bị tự kỳ Ông hòa đồng hơn bệnh nhân tự kỷ điển hình rất nhiều. Ông thuộc một kiểu hoàn toàn khác. Tháng riêng năm 1989. Vào tuần bộ phim Rain Man công chiếu. Hình chụp cắt lớp bộ não của Kim cho thấy tiểu não của ông. Bộ phận quyết định đến nhận thức cảm giác và chức năng vận động. Bị sưng phồng nghiêm trọng. Một hình chụp trước đó phát hiện ra Kim thiếu thể trai. Bó thần kinh dày nối bán cầu não trái với bán cầu não phải cho phép chúng giao tiếp với nhau. Đây là một tình trạng hiếm gặp. Nhưng làm thế nào nó ảnh hưởng đến hiện tượng dị thường nơi ông thì không sao hiểu được. Gần trọn buổi chiều, tôi cùng Kim ngồi tại một bàn ở góc khuất trên tầng 4 Thư viện Cộng đồng Sol Lake City. Nơi 10 năm qua hầu như ngày nào trong tuần ông cũng ở đây để đọc và ghi nhớ những cuốn danh bạ điện thoại ông tháo kính ra đặt xuống bàn tôi chỉ quét một lúc là đủ ông tuyên bố tôi nhìn qua vai ông khi ông lật một trang danh bạ vùng bellingham washington tôi định thử chạy đua với trí nhớ của ông tôi làm điều hẳn s sẽ dạy tôi nếu anh ta ở đó tôi lập một cung trí nhớ và chuyển mỗi số điện thoại thành hình ảnh cũng làm y như vậy với tên và họ rồi nhanh chóng nối những hình ảnh đó với nhau theo cách dễ nhớ việc này thật vất vả và khi tôi cố giải thích cho kim ông dường như không hiểu tôi đang nói gì tôi cứ nhớ được đến tên thứ tư hoặc thứ năm trong cột đầu tiên là ông đã sẵn sàng chuyển sang trang kế tiếp tôi hỏi ông sao có thể nhớ nhanh đến vậy ông ngước mắt lên và liếc nhìn qua mắt kính tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy dày tôi cứ thế nhớ thôi mà ông gào lên và rồi ông lại vùi đầu vào cột số điện thoại bỏ lơ tôi suốt nửa tiếng đồng hồ tiếp theo một trong những khó khăn khi xây dựng lý thuyết nhằm giải thích hội chứng kỳ nhân ấy là biểu hiện của hội chứng này ở mỗi cá nhân lại khác nhau tuy nhiên cấu trúc hệ thần kinh của họ luôn xuất hiện một điểm bất thường gồm cả trường hợp của kim tổn thương bán cầu não trái thú vị thay những khả năng siêu phàm của các kỳ nhân gần như luôn là hoạt động chịu sự điều khiển của não phải như các kỹ năng hình ảnh và không gian và các kỳ nhân có vẻ luôn gặp khó khăn với những nhiệm vụ chủ yếu thuộc não trái như ngôn ngữ khiếm khuyết về ngôn ngữ là điều rất phổ biến ở những kỳ nhân cũng một phần vì vậy mà trường hợp nói nhiều và lưu loát daniel trở thành ngoại lệ đặc biệt một số nhà nghiên cứu lập luận rằng việc ngưng một số hoạt động bên não trái bằng cách nào đó đã giải phóng những kỹ năng tiềm ẩn bên não phải. Thực sự, đã có trường hợp những người đột nhiên có khả năng như kỳ nhân sau khi bị tổn thương nặng ở phần não trái. Năm 1979, một cậu bé 10 tuổi tên Orlando Sero bị quả bóng chày đập vào bên trái đầu sau đó có khả năng đặc biệt là tính toán ngày lịch và ghi nhớ thời tiết mọi ngày trong đời cậu. Bruce Miller, một nhà thần kinh học ở Đại học California, San Francisco, nghiên cứu những bệnh nhân già bị một dạng bệnh lý về não khá phổ biến, gọi là FTD, suy giảm trí tuệ do thoái hóa thủy chán. Ông phát hiện ra rằng ở một số trường hợp FTD xảy ra ở phần não trái. Những người chưa bao giờ cầm cọ vẽ hay bất cứ nhạc cụ nào có thể phát triển khả năng đặc biệt về hội họa và âm nhạc vào cuối đời họ. Khi kỹ năng nhận thức của họ mờ dần, họ trở thành những kỳ nhân. Phạm vi hẹp 27 việc người ta có thể trở thành kỳ nhân hiển nhiên cho thấy rằng những khả năng phi thường đó ít nhiều tồn tại im lìm đâu đó trong mọi chúng ta như trifford đã nói hẳn là có một người mưa bé nhỏ đang lẩn trốn trong mỗi bộ não anh ta bị giam hãm bởi sự áp chế của bán cầu não trái yêu thế trifford còn phỏng đoán rằng những kỳ nhân có trí nhớ đặc biệt bằng cách nào đó đã chuyển những nhiệm vụ duy trì ký ức hữu thức như những sự việc và con số sang hệ thống ghi nhớ vô thức sơ khai hơn như hệ thống giúp chúng ta nhớ cách lái xe hay bắt quả bóng đang bay mà không cần suy nghĩ hữu thức về nó hệ thống cho phép hm mắc chứng quên vẫn có thể vẽ theo hình trong gương và ep định vị được đường đi quanh chỗ ông ở dù không biết địa chỉ nhà mình cứ thử xét đến khối lượng công việc mà trí óc phải xử lý sao cho có thể đưa tay bắt quả bóng đang bay những tính toán tức thời về khoảng cách quỹ đạo và tốc độ hay để nhận ra sự khác biệt giữa mèo và chó rõ ràng trong tiềm thức bộ não của chúng ta có khả năng tính toán rất nhanh chóng và phức tạp chúng ta không thể giải thích bởi vì thường ta còn không nhận thấy là chúng xảy ra nhưng nếu chịu bỏ nỗ lực đôi khi chúng ta vẫn có thể tiếp cận tới mức độ nhận thức thấp hơn đó ví dụ khi học sinh học vẽ thường những bài tập đầu tiên là tô bóng nền negative space và đường viền mục đích của những bài tập này là để ngắt quá trình nhận thức cấp cao nhận thức vốn nhìn cái ghế chỉ là cái ghế và kích hoạt quá trình nhận thức cấp thấp tiềm tàng vốn chỉ xem cái ghế là một tập hợp những hình khối và đường nét trừu tượng phải mất nhiều công phu luyện tập họa sĩ mới học được cách ngắt quá trình nhận thức cấp cao trifford tin rằng những kỳ nhân làm điều này một cách tự nhiên nếu chúng ta cũng có thể tắt quá trình nhận thức cấp cao đó liệu chúng ta sẽ thành kỳ nhân không thực ra có một công nghệ có thể tắt tạm thời từng phần bộ não theo lựa chọn gọi là kích thích từ trường xuyên hộp sọ tms transcranial magnetic stimulation phương pháp này dùng máy phát xung điện tạo ra từ trường tập trung để tác động lên những nhóm tế bào thần kinh nhất định tác dụng tạm ngắt này có thể kéo dài một tiếng dù tms còn tương đối mới nhưng là một phương pháp khá thành công mà không phải mổ xẻ để trị liệu nhiều bệnh như trầm cảm rối loạn sau chấn thương và đau nửa đầu nhưng trên nhiều khía cạnh tiềm năng thực nghiệm của tms còn hấp dẫn hơn nhiều so với ứng dụng chữa bệnh của nó hiển nhiên sẽ nảy sinh những vấn đề đạo đức nan giải liên quan đến thí nghiệm trên người vì ta không thể tùy ý thử nghiệm trên một bộ não người sống như bài học hm dạy chúng ta nên phần lớn những gì các nhà khoa học thần kinh có thể biết về bộ não là kết quả của một vài thí nghiệm của tự nhiên với những dạng tổn thương bộ não hết sức bất ngờ như ep do tms cho phép các nhà khoa học thần kinh chủ động kích hoạt hoặc ngắt những vùng của bộ não họ có thể dùng nó để thực hiện các thí nghiệm lặp đi lặp lại mà không phải chờ có người bước vào văn phòng của họ với một tổn thương hiếm gặp ảnh hưởng đến phần cụ thể của bộ não mà họ muốn nghiên cứu alan snyder một nhà thần kinh học người úc đã truyền bá tms như là một công cụ thí nghiệm Sử dụng kỹ thuật tạm thời gây ra ở người bình thường những kỹ năng nghệ thuật như của kỳ nhân bằng cách tác động vào vùng thái dương bên trái. Vùng mà các kỳ nhân thường bị tổn thương. Sau khi bị tác động, đối tượng có thể vẽ chính xác những bức tranh theo trí nhớ hay nhanh chóng ước tính số dấu chấm nhấp nháy trên màn hình. Schneider gọi thiết bị này là máy khuếch đại sáng tạo. Ông gọi nó là mũ kích hoạt kỳ nhân cũng chẳng sai. Trong phim tài liệu Brainman, tôi đã xem Daniel chia 13 cho 97 và đưa ra kết quả với nhiều số thập phân vượt quá số lượng số thập phân hiển thị trên màn hình máy tính cầm tay. Người ta phải dùng đến máy vi tính để kiểm chứng. Anh ta nhân nhầm các số 3 chữ số chỉ trong vài giây. Và nhanh chóng tính được 37 mũ 4 bằng 1 triệu 874 nghìn 161. Với tôi, khả năng nhầm toán của Daniel còn ấn tượng hơn trí nhớ của anh ta. Khi tôi bắt đầu tìm hiểu thuật tính nhầm phức tạp này. Tôi biết được rằng giống như trí nhớ. Lĩnh vực này có vô vàn tài liệu. Và thậm chí có giải vô địch thế giới riêng. Quả thật chỉ tra Google một chút và thực hành cho nhiều. Bất cứ ai cũng có thể tự học được cách nhân nhẩm số có ba chữ số. Chuyện này không hề dễ. Bạn hãy tin là vậy. Tôi đã thử rồi. Nhưng đó là một kỹ năng có thể học. Dù tôi đã nhiều lần đề nghị, Daniel vẫn từ chối biểu diễn làm phép tính nhẩm cho tôi xem. Dù chỉ một lần. Một trong những nỗi sợ lớn của cha mẹ tôi là tôi sẽ trở thành kẻ diễn trò. Anh ta nói khi tôi nài ép. Tôi đã hứa với họ là tôi sẽ không tính toán khi người ta hỏi tôi. Tôi chỉ làm vì các nhà khoa học. Nhưng anh ta thực sự đã tính nhầm trước máy quay trong phim Brainman. Khi anh ta thực hiện những tính toán đó, tôi sửng sốt nhận thấy hình như daniel đang dùng đến các ngón tay thay vì nhìn thấy câu trả lời hiện rõ trong đầu máy quay bắt được cảnh ngón trỏ anh ta di chuyển trên mặt bàn trước mặt vì anh ta đã mô tả rằng trong đầu anh ta những hình khối tan ra và hòa lẫn vào nhau nên cử chỉ ấy khiến tôi thấy lạ khi nói với một số chuyên gia tôi biết được rằng bất cứ ai từng làm tính nhầm hẳn cũng sẽ nghi ngờ về ngón tay di chuyển đó. Để tính toán kết quả của hai số lớn, có một kỹ thuật rất phổ thông gọi là phép nhân chéo. Kỹ thuật này thực hiện một chuỗi các phép nhân đơn lẻ với từng chữ số. Rồi kết hợp chúng với nhau để ra kết quả. Trong mắt tôi, xem ra đây chính là điều Daniel đã làm trên bàn daniel chối bỏ điều này anh ta chỉ nói rằng đó chỉ là cử động giúp anh ta tập trung trên thế giới nhiều người có thể làm những phép tính kiểu như vậy song mấy màn này vẫn rất ấn tượng ben bridmore bảo tôi ngoài việc tham gia các giải đấu trí nhớ ben còn tranh tài ở giải vô địch thế giới môn tính nhẩm cuộc thi tổ chức hai năm một lần trong đó các thí sinh thực hiện các bài tính nhẩm khó hơn Daniel gấp nhiều lần, gồm cả phép nhân số có 8 chữ số không dùng giấy bút. Không ai trong những người tính toán hàng đầu này nói họ thấy trong đầu mình những hình ảnh đại diện cho các chữ số hòa lẫn vào hay chia tách nhau ra. Họ thừa nhận đã dùng những kỹ thuật được mô tả chi tiết trong vô số cuốn sách và những trang mạng Tôi đề nghị Ronan Duerfler, tác giả một trong những cuốn sách như vậy. Dead Reckoning, Calculating Without Instrument, Nhầm tính, tính toán không dùng đến công cụ. Xem Brainman và cho tôi biết ông nghĩ gì. Tôi không thấy có gì ấn tượng cả. Ông nhận xét về tài năng tính toán của Daniel như vậy và thêm những điều truyền tụng về dân làm tính nhầm cũng đầy chi tiết lệch lạc. còn về việc Daniel thuộc tất cả các số nguyên tố dưới 10.000 thì sao? thậm chí điều này cũng không gây ấn tượng cho Ben Primor. chỉ là việc ghi nhớ bình thường thôi. anh ta nói. chỉ có 1.229 số nguyên tố nhỏ hơn 10.000. kể ra nhớ hết số ấy thì cũng nhiều nhưng chẳng bỏ bèn gì với số pi với 22.000 chữ số. Việc tính toán ngày lịch. Kỹ năng kỳ nhân duy nhất mà Daniel sẵn sàng thực hiện trước mặt tôi. Hóa ra đơn giản đến mức đúng ra chẳng ai nên lấy làm lạ. Những kỳ nhân như Kim. Người có thể kể đúng ngày tháng từng lễ phục sinh trong suốt một ngàn năm qua dường như đã vô thức thấm nhuần mọi nhịp điệu và quy tắc của lịch pháp mà không cần hiểu rõ chúng nhưng bất cứ ai cũng có thể học được các quy tắc đó có nhiều công thức tính lịch đơn giản được phổ biến rộng rãi trên internet chỉ mất khoảng một tiếng thực hành để trở nên thuần thục Tôi càng trò chuyện nhiều với Daniel thì những lời nói của anh ta càng làm giấy lên mối nghi ngờ về câu chuyện của anh ta. Tôi đề nghị anh ta mô tả số 9412 trông thế nào. Rồi sau hai tuần hỏi lại lần nữa. Anh ta đưa cho tôi hai câu trả lời khác nhau. Lần đầu anh ta bảo. Có màu xanh dương. Vì nó bắt đầu bằng số 9 và cả cảm xúc trôi nổi nữa một thứ như dốc nghiêng hai tuần sau anh ta trả lời sau một khoảng lặng hồi lâu đó là một số không đồng đều có những điểm và các đường cong nó thực sự là một số rất phức tạp rồi anh ta nói thêm chữ số càng lớn càng khó diễn tả thành lời đó là lý do trong khi phỏng vấn tôi thường tập trung vào những số nhỏ quả thật những người bị chứng giác quan liên đới không bao giờ mô tả hoàn toàn nhất quán và cũng phải thừa nhận rằng trong suốt những lần chúng tôi gặp nhau daniel mô tả nhiều chữ số nhỏ khá là thống nhất nhưng còn những khóa học kỹ năng trí nhớ cao cấp và sức mạnh trí óc mà Daniel từng quảng cáo trên BC thì sao? Lúc ở nhà anh ta tại Ken, tôi đưa ra một bản in màu quảng cáo năm 2001 và hỏi anh ta làm sao tôi học được. Nếu trí nhớ đặc biệt của anh ta có được hoàn toàn không nhờ nỗ lực nào cả và anh ta không cần dùng đến các kỹ thuật ghi nhớ thì tại sao anh ta lại mở khóa học về đúng cái chủ đề đó? Nghe hỏi. Anh duỗi chân ra sàn nhà. Nào. Lúc đó tôi mới 22 tuổi. Anh ta nói. Tôi không có tiền. Kinh nghiệm duy nhất của tôi là đã tranh tài ở giải vô địch thế giới trí nhớ. Nên tôi soạn một bài giảng về cải thiện trí nhớ khi tôi đến giải vô địch thế giới tôi phát hiện ra rằng mọi người tự học cách ghi nhớ không ai có trí nhớ tốt cả lúc đó tôi nghĩ rằng họ nói dối nhưng chuyện đó khiến tôi nghĩ rằng đây là thứ mình có thể dạy được tôi đã ở trong tình thế phải đem bán cả bản thân thứ duy nhất tôi nghĩ có thể bán được là trí óc nên tôi dùng những lời lẽ của tony buzan tôi nói đại loại mở rộng trí não của bạn nhưng tôi không thích làm điều đó anh không dùng kỹ thuật ghi nhớ sao tôi hỏi anh ta không anh ta khẳng định nếu daniel bịa ra câu chuyện về bản thân là một kỳ nhân tự nhiên thì anh ta hẳn phải đạt trình độ nói điều mà tôi không tin là anh ta có nếu anh ta chỉ là một chuyên gia trí nhớ qua rèn luyện đang cố khoác lên mình cái áo kỳ nhân tại sao anh ta lại sẵn sàng làm đối tượng nghiên cứu khoa học làm sao ta có thể biết được daniel có như anh ta nói không từ lâu các nhà khoa học nghi ngờ liệu chứng giác quan liên đới có thật sự tồn tại không Họ bác bỏ hiện tượng này, coi đó là giả tạo, hay không gì hơn là những mối liên hệ giữa chữ số và màu sắc tạo thành lúc thơ bé giờ còn rơi sót lại. Bất chấp mọi trường hợp ghi chép trong các tư liệu, chẳng cách nào chứng minh rằng những chuyện khó tin như vậy có thực sự diễn ra trong bộ não ai đó hay không. Năm 1987, Baron Cohen phát triển một bài kiểm tra tính xác thực của chứng giác quan liên đới. Phương pháp đánh giá chính xác đầu tiên về tình trạng này. Bài kiểm tra đo sự nhất quán mà những người được cho là bị chứng giác quan liên đới nói về mối liên hệ giữa chữ số và màu sắc. Khi Baron Cohen tiến hành kiểm tra Daniel, anh ta vượt qua dễ dàng. Xong, tôi vẫn không khỏi thắc mắc phải chăng bất kỳ một chuyên gia trí nhớ qua rèn luyện nào cũng có thể làm được như vậy những kết quả khác từ các thí nghiệm khoa học đối với daniel khiến tôi bối rối khi baron cohen kiểm tra trí nhớ của daniel đối với khuôn mặt anh ta nhớ rất kém dẫn đến kết luận của baron cohen rằng có dấu hiệu tổn thương khả năng ghi nhớ đối với những khuôn mặt Nghe có vẻ như đấy là một điểm yếu của kỳ nhân. Tuy nhiên, khi Daniel Conny tranh tài ở giải vô địch trí nhớ thế giới, anh ta giành huy chương vàng ở phần thi tên. Người, khuôn mặt. Chuyện này thật vô lý. Một thí nghiệm có lẽ giúp chứng minh chứng giác quan liên đới của Daniel một cách chắc chắn hơn là chụp fMRI. Đối với nhiều người có cảm giác liên đới về chữ số và màu sắc. Vùng não liên quan đến xử lý màu sắc sáng lên khi đối tượng được yêu cầu đọc một chữ số. Khi Baron Cohen cùng một nhóm chuyên gia fMRI quan sát bộ não Daniel. Họ không thấy điều này. Đối tượng thí nghiệm của họ không kích hoạt vùng kết hợp thị giác extra striate thường liên quan đến chứng giác quan liên đới. Như vậy có thể anh ta bị một dạng giác quan liên đới bất thường và trừu tượng hơn các nhà nghiên cứu kết luận. Nếu không phải anh ta vượt qua phép kiểm tra độ xác thực về chứng giác quan liên đới, hẳn người đã đi đến thì một kết luận hợp lý khác rằng Daniel không hề mắc chứng này. Đôi khi người ta hỏi tôi liệu tôi có phải là con chuột bạch cho các nhà khoa học không? Tôi chẳng thấy phiền hà gì chuyện đó, vì tôi biết mình đang giúp họ hiểu hơn về não người. Điều này sẽ mang lợi ích cho mọi người. Daniel viết trong hồi ký, nó cũng giúp tôi hiểu bản thân hơn và cách bộ não tôi hoạt động. Khi Anders Ericsson mời Daniel đến FSU để kiểm tra theo những tiêu chuẩn khắt khe của ông, Daniel bảo anh ta bận không đi được vấn đề là mọi thí nghiệm mà daniel đã trải qua đều dựa trên giả thiết không nghĩa là giả thiết đặt ra là đúng nếu giả thiết đối lập bị chứng minh là sai cụ thể nếu daniel không phải là kỳ nhân thì anh ta chỉ là người thường nhưng điều cần phải kiểm tra nhất là xét theo tiểu sử bất thường của anh ta đó là liệu có khả năng kỳ nhân nổi tiếng nhất thế giới thật ra là một chuyên gia trí nhớ qua rèn luyện hay không sau khoảng chừng một năm kể từ lần đầu tiên tôi gặp daniel nhà xuất bản của anh ta gửi e mail cho tôi hỏi xem tôi có muốn gặp lại anh ta không lần này tại khách sạn khá đẹp gần trung tâm anh ta đang ở New York chuẩn bị xuất hiện trên chương trình Good Morning America và quảng bá cho cuốn sách sinh vào ngày xanh. Phát hành lần đầu ở Mỹ và đứng thứ ba trên danh sách sách phi hư cấu bán chạy nhất của New York Times. Sau một ly cà phê và vài câu chuyện vãn về đời sống của anh ta khi làm người nổi tiếng, tôi lại hỏi anh ta. Lần thứ ba rằng con số 9412 trông thế nào. Lần này, trong ánh mắt anh ta lóe lên tia cảnh tỉnh trước khi nhắm lại. Anh ta biết tôi không ngẫu nhiên đưa ra con số đó. Anh ta nhét ngón tay vào tai và cứ giữ yên như vậy trong hai phút dài im lặng khó chịu. Tôi có thể thấy nó trong đầu. Nhưng tôi không thể phân tích ra được. Cuối cùng anh ta nói. Lần trước tôi hỏi, anh có thể mô tả gần như ngay lập tức. Anh ta nghĩ một lúc lâu. Có thể là màu xanh thẫm. Có điểm chấm. Vẻ sáng bóng. Một cảm xúc trôi nổi. Hay tôi có thể hình dung chúng thành 94 và 12. Trong trường hợp này nó trông như một tam giác. Và một hình giống thế này. Anh ta đưa hai tay ra tạo hình tứ giác khuôn mặt anh ta đỏ như trái sơ gì nó còn tì vào nhiều thứ như tôi có nghe rõ con số không và làm thế nào phân tích nó ra nó còn tì liệu tôi có mệt mỏi không tôi đôi khi vẫn nhầm lẫn tôi thấy những chữ số sai tôi nhầm nó với một số trông tương tự đó là lý do tôi thích làm thí nghiệm với những nhà khoa học thực sự hơn không có những áp lực tương tự Tôi đọc lại những gì anh ta mô tả về số 9.412 ở hai lần gặp trước. Chúng không thể nào khác biệt hơn Tôi bảo với anh ta giả thiết của tôi mà tôi nhận ra rất khó chứng minh rằng anh ta dùng kỹ thuật cơ bản như những vận động viên trí óc khác và rằng anh ta bịa ra những cảm giác liên đới kỳ quặc liên quan đến những con số để che giấu sự thật là anh ta đã ghi nhớ những hình ảnh đơn giản để liên hệ từng hình ảnh với mỗi cặp hai chữ số từ 00 đến 99. Một trong những kỹ thuật cơ bản nhất mà các chuyên gia trí nhớ sử dụng. Đó là những câu khó nghe nhất mà tôi từng nói với người khác. Nhiều lúc tôi đã dàn vặt liệu có nên đưa daniel vào cuốn sách này không nhưng vào một đêm muộn không lâu trước khi tôi phải chuyển bản thảo chương này tôi quyết định lên mạng internet tìm hiểu anh ta một lần cuối cùng để xem tôi có bỏ qua gì không hay ít nhất để làm mới ký ức của tôi về một câu chuyện đã xếp vào tủ tài liệu của tôi hơn một năm bằng cách nào đó và tôi không biết tại sao trước đây mình đã không thấy. Tôi tìm thấy một phiên bản lưu trữ của trang danieltamers.com. Một trang web lập năm 2000 mà 3 hay 4 năm qua không còn trên mạng. Ở trang giới thiệu bản thân của Daniel. Cách đây 7 năm, có một đoạn mô tả bản thân thẳng thắn đến ngạc nhiên. Mà không được đưa vào cuốn sinh vào ngày xanh. Sở thích của tôi về việc ghi nhớ và mặt khác là môn thể thao trí nhớ xuất phát từ việc tình cờ đọc được cuốn sách dành cho trẻ em. Cuốn ấy dạy những khái niệm ghi nhớ để thi cử tốt hơn. Lúc ấy tôi 15 tuổi. Năm sau đó, tôi đã lấy được chứng chỉ GCSEs 28 và thuộc nhóm những người có điểm số tốt nhất năm ấy. Và sau đó tôi luôn đạt hạng A thành thạo tiếng pháp và tiếng đức với sự giúp đỡ của những kỹ thuật đã thử và kiểm nghiệm này tôi ngày càng bị ám ảnh môn thể thao này và sau nhiều tháng tích cực rèn luyện và lao động cực nhọc tôi đã leo lên top năm thế giới trước đó tôi cũng đã phát hiện ra một loạt thư được gửi từ mấy năm trước từ cũng từ một địa chỉ e Mail Daniel Cony dùng nhưng do một người tên Daniel Anderson gửi đến. Người tự nhận là một siêu nhân tài năng và đáng kính, với hơn 20 năm kinh nghiệm giúp người khác phát huy sức mạnh. Những thư này giải thích rằng Daniel Anderson có sức mạnh trí óc do hồi còn bé bị những cơn động kinh. Có một đường link dẫn tới một trang web hướng dẫn cách đặt hẹn qua điện thoại với Daniel để nghe tư vấn về mọi chủ đề gồm cả các vấn đề quan hệ tình cảm sức khỏe và tài chính thất tình hay liên lạc lại với quá cố tôi hỏi daniel nên nghĩ thế nào về những email đó sáu năm trước anh ta bảo bị những cơn động kinh giúp anh ta có sức mạnh tâm linh giờ anh ta bảo rằng chúng làm anh ta trở thành kỳ nhân anh có hiểu tại sao mình bị nghi ngờ không? Tôi hỏi. Anh ta lặng im một lúc để chấn tĩnh. Chúa ơi! Chuyện này thật xấu hổ. Anh ta nói. Sau khi chào mời công việc gia sư mà không thành công. Tôi đọc một quảng cáo về một người có thể tư vấn tâm linh. Anh có thể làm việc ở nhà và dùng điện thoại. Chuyện đó thật lý tưởng cho tôi tôi không phải là một nhà ngoại cảm tôi đã làm việc đó khoảng một năm vì tôi không có nguồn thu nhập khác tôi thường bị mắng mỏ vì không đưa ra lời khuyên tôi chỉ lắng nghe là chính từ đầu đến cuối tôi coi nó như một cơ hội để lắng nghe mọi người dù muộn màng nhưng tôi vẫn ước gì mình đã không làm việc đó nhưng hồi đó tôi quẫn bách cuộc sống phức tạp lắm tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trước công chúng tôi đảm bảo với anh rằng tôi đã làm những thí nghiệm về sự nhất quán với các nhà khoa học họ mới là người có địa vị để xác định xem tôi bịa hay không và ý kiến của các nhà khoa học chứ không phải một người xác nhận rằng tôi nói thật vào cuối buổi gặp Tôi bảo với Daniel toàn bộ những lý do khiến mình không tin anh ta. Kỳ nhân nổi tiếng nhất thế giới. Thực sự là một kỳ nhân. Tôi muốn tin lắm. Tôi bảo anh ta. Nhưng không tin được. Nếu tôi muốn lừa anh. Nếu tôi muốn dở trò bịp anh. Tôi sẽ làm nhiều hơn thế. Anh ta nói thẳng. Tôi sẽ chạy ra và làm um lên tôi sẽ làm đủ mọi chuyện nhưng tôi thực sự không quan tâm anh nghĩ gì về tôi ý tôi không phải riêng cá nhân anh tôi không quan tâm ai đó nghĩ gì về mình tôi biết mình tôi biết chuyện gì xảy ra trong đầu mình khi tôi nhắm mắt lại tôi biết những chữ số có nghĩa gì với tôi những chuyện này rất khó giải thích và rất khó diễn đạt thành lời để anh có thể dễ dàng phân tích nếu tôi là một người giỏi khả năng biện hộ thì tôi sẽ suy nghĩ rất cẩn trọng và gây ấn tượng tốt đẹp với anh và mọi người khác anh đã gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người khác mọi người tin các nhà khoa học và các nhà khoa học đã nghiên cứu tôi và tôi tin các nhà khoa học họ là người trung lập họ không phải giới truyền thông họ không quan tâm đến bài viết phiến diện họ quan tâm đến sự thật với báo giới tôi chỉ là tôi thôi đôi khi tôi thể hiện rất tốt những khi khác tôi căng thẳng hơn và không gây được ấn tượng tốt đến vậy tôi là người tôi mâu thuẫn bởi tôi là người trong số những người đã phỏng vấn tôi anh là người cư xử với tôi giống con người bình thường nhất anh không thần tượng tôi anh coi tôi ngang bằng với anh tôi tôn trọng điều đó tôi cảm thấy làm một người thường dễ chịu hơn làm thiên thần có thể đó là bởi tôi ngờ anh chỉ là người thường tôi nói khi những lời đó thoát ra khỏi miệng tôi nhận ra rằng mình không thực sự có ý như vậy tôi bực daniel ở chỗ tôi biết anh ta không bình thường thực tế tôi biết chắc anh ta cực kỳ thông minh tôi biết rèn luyện trí nhớ thì gian khổ thế nào bất cứ ai cũng có thể làm điều đó nhưng không phải ai cũng có thể làm như mức độ của daniel tôi tin daniel là người đặc biệt tôi chỉ không chắc anh ta đặc biệt theo như anh ta tự nhận tôi hỏi daniel liệu khi anh ta nhìn mình trong gương một cách trung thực anh ta thực sự coi mình là kỳ nhân không tôi có phải kỳ nhân không à anh ta đặt ly cà phê xuống và ngả người về phía tôi còn tùy vào cách anh định nghĩa từ này đúng không nào anh có thể định nghĩa kỳ nhân theo cách gạt bỏ tôi khỏi khái niệm này anh có thể định nghĩa nó theo cách gạt bỏ kim tích khỏi khái niệm này. Và anh có thể định nghĩa từ đó theo cách không hề có ai trên thế giới này là kỳ nhân cả. Tất cả là do định nghĩa. Trong cuốn sách Những người phi thường, Extraordinary People, Chesterfield định nghĩa hội chứng kỳ nhân là một tình trạng rất hiếm gặp. Ở đó những người có khiếm khuyết nghiêm trọng về thần kinh có một khả năng hoặc trí tuệ đặc biệt trái ngược một cách phi lý với tình trạng khiếm khuyết của họ theo định nghĩa đó câu hỏi liệu daniel có dùng các kỹ thuật ghi nhớ không lại chẳng liên quan đến việc anh ta có phải là kỳ nhân không điều quan trọng là anh ta có tiền sử bị khuyết tật khả năng phát triển và có thể thực hiện một số kỳ tích trí óc phi thường theo định nghĩa của tri daniel thực sự là một kỳ nhân vĩ đại dù khuyết tật của anh ta không thể hiện rõ ràng tuy nhiên định nghĩa của trifford không sự phân biệt rõ ràng giữa một người như kim Pích với khả năng phi thường dường như là vô thức thậm chí như một quá trình tự động với một người đạt được những kỹ năng đó nhờ quá trình rèn luyện nhàm chán và có phương pháp vào cuối thế kỷ 19. Thuật ngữ Sa vần có nghĩa hoàn toàn khác biệt so với ngày nay. Nó là danh xưng cao quý nhất dành cho người học thức. Một sa vần là người hiểu rộng. Họ có những ý tưởng trừu tượng. Họ hiến dâng sức lực của mình để tìm kiếm chân lý. Như lời của Jack Richard tác giả cuốn sách năm 1927 lịch sử tự nhiên của bác học. The Natural History of a seven Thuật ngữ này không liên quan gì để khả năng cá biệt hay trí nhớ thiên tài. Nhưng trong thế kỷ qua, nghĩa của từ này đã thay đổi. Năm 1887, John Langdon Dow được biết đến nhiều hơn với một rối loạn nhiễm sắc thể mang tên ông đã đặt ra thuật ngữ kỳ nhân ngốc idiot vần, từ ngốc được xem là không lịch sự lắm cuối cùng cũng bị lực bỏ trong một thế giới mà ký ức hàng ngày của chúng ta bào mòn đi và chúng ta trở nên xa lạ với ý tưởng một bộ nhớ có tổ chức kỳ nhân đã từ một mỹ từ một biểu trưng cho thành tựu trí tuệ trở thành từ chỉ tình trạng kỳ dị một hội chứng. Ngày nay chẳng ai gọi nhà thông thái Oliver Sachs là Savon Dù ông cũng như nhiều người khác, thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí trong định nghĩa của từ điền. Ngày nay, từ này được dành cho những người như cặp song sinh tự kỳ trong bài nghiên cứu nổi tiếng của Sachs. Cặp song sinh này được cho là có thể đếm ngay 111 que diêm trong tích tắc chúng được đổ ra trên sàn nhà. Vậy còn người như Daniel thì sao? Một trong những giai thoại cổ xưa nhất về kỳ nhân là họ sinh ra trên đời này là thiên tài. Nhưng do chớ trêu của số phận mà họ bị tước đi mọi năng lực. Chỉ còn một. Tôi băn khoăn về Daniel. Tôi không biết nên nói gì về anh ta nếu đó là người tự rèn luyện để ghi nhớ 22.000 chữ số pi và nhân nhẩm số có 3 chữ số. Tôi tự hỏi chúng ta sẽ nói sao nếu anh ta đạt được điều đó nhờ kỷ luật khắc nghiệt và nỗ lực lớn lao. Điều đó có làm cho anh ta phi thường hơn Kim Pích không? Hay kém hơn? Chúng ta muốn tin rằng có những người như Daniel Tamert đang sống giữa chúng ta. Những cá nhân sinh ra trên thế giới này với tài năng đặc biệt. Chịu những khó khăn đặc biệt đó là một trong những ý tưởng gợi cảm hứng nhất về trí óc loài người song có lẽ daniel là điển hình cho một ý tưởng còn gợi cảm hứng hơn rằng có những khả năng đặc biệt đang ngủ yên trong ta vấn đề là chúng ta có muốn đánh thức chúng không thôi